Rồi để tiếp tục với video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của mẹ con ha. Đó con mẹ thì mẹ siêu cọp nè cô chú chị. Đó mẹ siêu cọp tàn tháng nhất ha. Hiện tại thì nó đang giữ con đực cũng con đực cọp luôn. Đó đang giữ con đực siêu cọp luôn nè cô chú chị. Đó con đực thì chưa được 2 tháng tuổi ha. Con đực này thì mới có 1 tháng 20 ngày. Đó nhưng mà nói chung thì dòng siêu này đẻ nó mát sữa nè cô chú chị thấy con nè. Đó thì mẹ con thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì con mẹ này đang giữ con đực siêu cọp này thì lứa thứ ba. Đó đang giữ con đực này thì lứa thứ ba nè cô chú chị. Đó còn con mẹ thì em đo là chiều cao 1m4 bò. Đó 1m4 bò ha. Đó con em nói con mẹ này kiểu mẫu nè, tướng tá khắp mình nè cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tìm hình. Đó thì bộ mẹ con này anh chủ nhà cũng bán giá là 45 triệu. Đó giá 45 triệu thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó em nói con mẹ này thì thôi. Đó con mẹ này kiểu mẫu tướng tá ha, nó nằm về cung tàn nhất thì cô chú chị. Đó con mẹ này cao thì mét tư bò rồi. Đây nó để ăn con mát sữa nè. Đó con thì chân bún sò xương sóc rất to. Đó em nói con này nó mát sữa khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó. Nói chung con mẹ này mà giữ con được kem hay con được ba bê gì một cái ha, nó hết mình luôn. Đó nhưng mà đẻ ra con đực mát sữa là cô chú chị thấy con mát sữa không? Nó thì cái dòng siêu này thì mát sữa cho cô chú chị mình cũng biết rồi ha, cái bầu vú của nó là hết thằng cái bầu vú không? Đó thì con mẹ nè, thằng xe lưng mẹ nè cô chú chị. Đó thì em quan sát thì con mẹ thì xe lưng như xe mặt thì nghiêm chỉnh ha. Chung bò này thì em báo ý em bao xe mặt xe lưng của chú chị mình nghiêm chỉnh đó. Đó xe mặt xe lưng thì nghiêm chỉnh là cô chú chị mặt mày nè. Mẹ thì sừng da. Đó mẹ thì sừng da sừng quịch đó cô chú chị. Đó mẹ sừng da sừng quịch ha. Tướng tá cấp mình nè. Đó sừng da nhưng mà mấy bên kia nó bị gãy hành khúc rồi cô chú chị. Đó nó bị gãy hành. Đây tướng tá cấp mình mẹ nè. Đây phần chân móng nè cô chú chị. Đó chân móng mẹ nè. Đó con mẹ chân móng nè, hai chân trước nè. Đó rúng nè. Đó cô chú chị thấy không? Nè. Đó chân móng hai chân sau ha, mẹ xương sóc rất to. Đó chân trước đó cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này giá là 45 triệu thì cô chú chị nào cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó mẹ thì tàn sắc nhất ha, nói con mẹ này lớn tàn dữ lắm cô chú chị, nó dài đòn. Đó nhưng mẹ này thì kiểu mẫu nè. Đó tướng tá kiểu mẫu coi thì mẹ này rất đẹp ha. Đây còn con nè. Đây cái lưng của con đẻ ra mát sữa khỏi nói luôn. Đó mát sữa khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì cô chú anh chị này thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó cô chú anh chị thấy cái ngang của con mẹ không? Hết nói cái ngang không? Đó con mẹ này cái dáng nó vừa dặn luôn cô chú chị. Đó chiều cao tới 1m4 bò ha. Đó phần vú thì 4 vú nè, hết thăng cái bù vú không? Đó, đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì em đang có chuyến giao về Trà Vinh. Đó Trà Vinh với Đồng Tháp cô chú chị. Đó với Kiên Giang ha, với Bình Dương. Đó với Bình Dương của chú anh chị. Đó thì đó cô chú anh chị. Đó nói chung thì tại vì bò ít cứ dắt là chuồng của chú anh chị. Hãy dắt ra cái chuột dây cái chạy vô chuồng. Đó nhìn cọp trong chuồng quay luôn. Ở đây nè cô chú anh chị, con nè. Đó em nói con này mát sữa thì dữ dằn luôn cô chú anh chị. Con thì đồ trụi ha. Đây mặt mày con nè. Đó con chân móng nè cô chú chị. Không ốp xe là xuống rúng xuống ruột vậy ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó nhưng mà em nói con mẹ này cũng tàn cũng xương mẹ rất lớn nè cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè.
đó, mẹ thì tài sắc nhất ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình đó, giá là 45 triệu thì giá này chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, hết biết con mẹ không đó, mẹ xe mặt xe lưng thì nghiêm chỉnh đó, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh ha. Mẹ, con mẹ tướng tá cái dòng thùng, con nói con mẹ là cái dòng thùng tướng tá khỏi nói luôn. Đây rúng nè, rúng thì rúng chiền luôn ha, mẹ rúng thì rúng chiền luôn, bù vú thì hết nói. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, hiển tin số chủ nhà cho cô chú chị em điện trực tiếp ha. Sáng nhất thì cô chú chị. Lùa lùa con cho nó qua coi. Đó, em nói mẹ này nằm điện tài sáng nhất đây nè. Tướng tá kiểu mẫu ha, mẹ này kiểu mẫu nè. Đẻ con mát sữa khỏi nói luôn, cái dòng siêu này thì đẻ con mát sữa khỏi nói luôn của chú chị. Đó, chân móng là xương sóc rất to ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trên hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp nha. Đây con con này, con mấy con nó mát sữa thì dữ dằn luôn. Đó, con mẹ có nghe hết thằng cái ngang không? Cô chú chị thấy con mẹ hết thằng cái ngang không? Đó thì bọn mẹ con này giá là 45 triệu. Đó 45 triệu giá này chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó con mẹ. Đó mẹ sẽ mặt nghiêm chỉnh nha. Đó mẹ đi gãy mé sừng nữa cô chú chị. Đó sẽ đang giữ được mẹ thì đứa thứ ba. Đây, con xương sóc thì rất to ha. Con mát sữa dữ dằn luôn nè cô chú chị. Đó con mát sữa thì khỏi nói. Đó thì hình ảnh về giá cả bộ mấy con này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì bây giờ để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.